Theo đó, công chức viên chức làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng phải đáp ứng các điều kiện sau: có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin thông qua kỳ sát hạch hàng năm do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức. Kết quả đánh giá của năm trước liền kề xếp loại, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mức phụ cấp đãi ngộ hàng tháng, công chức viên chức chuyên trách công nghệ thông tin làm nhiệm vụ trực tiếp vận hành đảm bảo an toàn thông tin cho trung tâm mạng thông tin của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ điều phối ứng cứu sự cố máy tính, hướng dẫn các cơ quan địa phương trên toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn thông tin 3 lần mức lương cơ sở. Công chức viên chức chuyên trách công nghệ thông tin làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý vận hành đảm bảo an toàn hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh 2 lần mức lương cơ sở.